Chó của em nuôi á là vừa hiểu tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng rái cá. Còn em thì hiểu tiếng chó với tiếng rái cá. Dạ. Đó, bơi vậy đó. Thư giãn, enjoy cuộc sống ghê chưa? Có chó nhà ai bằng chó nhà này. Chó này gọi là chó phóng sanh, chó cá. Ở đây sạch quá, không có rác. Rác nè, treo nó. Rác nó mắc lên cành cây, nó treo lủng lẳng nè. Giờ em sẽ đi lượm đây. Người ta Tết á, người ta hái bao lì xì trên cây mai. Còn Tết Tây Un á, đây bao lì xì nè. Bao lì xì đó. Đi về coi như đầu năm mới nhặt rác là nhặt rác nguyên năm luôn. Đăng ký kênh YouTube Tiun mọi người ơi. Cao quá à. Ây da, cao quá vậy ta. Chàng tiên cá lượm rác trên bao. Đây. Chàng tiên cá lượm rác.